Em xe rất là cộp, mới vừa về của những gì thì không phải xe nào mình đăng lên mình cũng nói là cộp. Thì có những xác xe như thế này thì mới gọi là xe cộp được, chứ còn những xe kia thì không bao giờ mà em nói là xe cộp, xe hùm, xe beo gì hết. Đây là một cái xác xe 105 nhập ý 150 rất là đẹp. Anh khách ảnh mua về con xe này đi ba mươi mấy ngàn km, xe còn rất là đẹp luôn. Và bây giờ thì em lấy chai nước suối Aquafina em đổ vô để em chà sơ cho mọi người xem. Đó, thì đây nó cũng chỉ là mới cái một phần của cái bát thôi. Đây em sẽ chà những cái chỗ mà nó sẽ ở trong cái thùng. Sẵn em mua xe thì xe nào mình phải mở thùng ra mình xem hết cô chú anh chị. Đó, thì đây là trong cái thùng của nó cô chú anh chị nha. Đây, em dỡ cái nắp lưỡi bò ra cô chú anh chị xem cái nắp chao và cái xác xe bên trong này. Đó, em cầm sẵn cái bàn chải đánh răng để em rửa nước thôi cho quý vị thấy là cái xác xe nó đẹp cỡ nào ha. Cái này là em đang chỉ chà nước nước lạnh thôi, nhưng mà con xe thì nó ra cỡ này đó, IC đồ nguyên zin hết, sạc đồ nguyên zin hết, thì những con xe như thế này nó xứng đáng là một chiếc xe rất là keng của quý vị đó. Mình mua con xe này về mình chạy thì hơi hám nó còn dữ lắm đó. Đây là đúng những chiếc xe mà mình không có cần phải dọn nhiều đây cô chú chị nha. Mua được những con xe này mình chạy rất là sướng, và em mua được những xe này cũng đã tốn công sức dọn của em rất là nhiều đó. Mua về chỉ rửa nước thôi là những con xe nó đã rất là đẹp rồi. Còn đây ốc nắp chao rồi đây cô chú chị thấy nè đó, quay cục máy cận cảnh cô chú chị xem. Em cũng sẽ xịt nước lên để em chà sơ của những gì xem hai ngóc nắp chao đó nó mới như thế nào. Thì một chiếc xe người ta gọi là mua mà mua chi mà không đi á, thì thành ra nó đóng bụi rất là nhiều như thế này. Và thường á, là những anh này ảnh đi mà cũng không có kiểu như không có mở thùng ra để rửa làm gì á, thì thành ra cái xe của anh nó ở trong thì nó đẹp lắm nhưng mà nó phủ một cái lớp bụi đó. Thì em sẽ mở ra hết, em chà rửa trong này từng chi tiết. Nói chung là rửa rất là kỹ của những chị nha, chứ không phải rửa sơ sơ như trong clip em đâu. Em rửa trong clip này là để chứng minh cho con chị thấy là mình xắt xe rất là keng đó. Mình chỉ cần rửa sơ nó đã đẹp rồi đó, cái ý hàm ý của cái clip này là vậy. Chứ còn đúng ra là mình sẽ rửa xà phòng kỹ hơn nha. Đây số máy là 1058 1058 131 đó, một con xe 1058 rất là đẹp. Mâm phuộc phuộc zin theo xe nè, phuộc sau là zin theo xe nè, vỏ đinh lốp một cặp trước sau, nhưng mà ở đây công tắc đèn là còn chưa mổ nè đó, rất là đẹp luôn quý anh chị. Nước sơn zin nha, mình chưa có dặm tút gì luôn. Ốc tán thì cũng còn zin nguyên bản, cây cốt đây cũng chưa sơn luôn đó. Thì những con xe như thế này nó rất là keng quý anh chị. Phuộc trước là một cặp phuộc zin theo xe luôn nha, không có dặm tút gì hết, một cặp phuộc zin theo xe rất là đẹp đó. Thì con xe cái xác xe cả này thì nhìn vào là không có chê được rồi. Phuộc rồi đây, ốc phuộc ở đây còn nguyên bản hết cô chú chị. Nước sơn là zin 100%, còn dán keo, còn dán keo nhưng mà nó có trầy nha, tại vì nước sơn zin này nó có trầy, nó có trầy ở hai bên hông nữa. Lát nữa em sẽ quay kỹ lại cô chú chị xem. Đèn thì nó cũng có rạn nứt ở đây rồi, em sẽ làm lại cái đèn, thay thế cái đèn đó. Nước sơn còn dán keo có trầy nhẹ nhẹ, hai bên hông góp ở dưới kia cũng có trầy nhẹ nhẹ nha đó. Đây trầy bên hông bên trái nhẹ nhẹ ở đây thì nói chung trong quá trình sử dụng nó phải trầy thôi quý anh chị, chứ không thể nào mà đẹp hết được. Bên này nó cũng có trầy chút xíu nhưng mà sơn nó là zin 100%. Cặp phuộc sau cũng rất là đẹp luôn, cặp phuộc sau cũng là cặp phuộc zin rất là đẹp, rất là xuất sắc. Bát bô rồi đây là mình còn nguyên zin, chưa có đụng chạm gì hết. Cổ bô rồi đây là còn nguyên zin hết nè. Đó, quý anh chị thấy nè, nắp ba lỗ đâu này kia là nó nguyên zin hết á, nó không có, mình không có đụng chạm gì hết ha. Đó, thì một con xe nó quá là đẹp, quá là xuất sắc như thế này đây. Số máy là 1058. Thì con xe này em sẽ rửa dọn lại sạch sẽ. Khi mà nó xong xuôi hết rồi á, em sẽ lên lại clip mới cho quý anh chị xem chi tiết hơn, kỹ càng hơn về bên trong lẫn bên ngoài của xe này. Thì đầu tiên là mình lên cái clip này để cô chú anh chị thấy là cái xác xe nó đẹp cỡ nào, cái xác xe nó zin cỡ nào ha. Cô chú anh chị mình mà có thích, có dự ý xe này á thì đặt gạch cho em đi. Nếu mà xong xuôi xe đặt gạch hết là em giao cô chú anh chị ngay luôn, nó không có gì hết á. Cái xe này nếu mà cô chú anh chị đi là nó cực kỳ đặc biệt luôn, nó rất là đẹp nha.
Vỏ thì vỏ theo xe nó không còn nữa rồi, vỏ nó như đầu trọc vậy á, để em gắn cái vỏ lên cho cô anh chị xem, cái vỏ nó mòn tới nái luôn rồi đó. Còn lại xe thì xác xe rất là đẹp, 1058. Con xe này thì quý anh chị mình có nhu cầu alo em nha, tùy vào quý anh chị muốn gắn vỏ gì hay là như thế nào đó thì cái giá cả nó sẽ khác, tại vì cái vỏ đinh lốp bây giờ nó mắc tiền lắm, cô chú anh chị biết rồi đó. Thì quý anh chị mình mà có vừa ý xe này á, thấy clip này vừa ý xe này á, thì quý anh chị mình muốn giữ lại xe thì cứ đặt cọc em là em sẽ giữ lại xe, chừng nào mà xe ra xong xuôi em giao quý anh chị ngay. Còn quý anh chị mình chưa muốn á, thì cứ đợi em lên clip hoàn chỉnh đi rồi quý anh chị tới xem ha. Dạ rồi, em cảm ơn mọi người rất nhiều, mọi người có nhu cầu alo em cảm ơn mọi người rất nhiều nha, chào mọi người. Quý anh chị mình có nhu cầu tham khảo thêm xe đắc ý, tham khảo tại website xe sh nhập.com. Quý anh chị cứ Google và gõ xe sh nhập.com viết liền không dấu nha quý anh chị, sẽ ra trang web xe em ở đây, và quý anh chị sẽ tham khảo tất cả các dòng xe. Thì sh ý, sh việt kiều toàn bộ đều có đủ quý anh chị nhé. Thì ngoài ra thì trong này em có để cái mục là thu mua xe cũ đó, thì quý anh chị mình có nhu cầu thu mua xe cũ cứ alo em nha. Còn đây là phụ tùng xe, thì quý anh chị có nhu cầu phụ tùng xe sh nhập ý 150 vé đắt Việt Kiều của quý anh chị, ấn vào cái mục phụ tùng xe trên này nó sẽ dẫn ra cái link có đầy đủ tất cả các đồ phụ tùng của quý anh chị cần. Thì quý anh chị mình có nhu cầu phụ tùng khác cứ alo em sẽ cung cấp đầy đủ cho quý anh chị, kể cả quý anh chị mua xe em hay mua xe đâu. Thì ngoài ra thì tất cả mọi loại xe, xe SH, xe 50, xe Tay Côn, xe số, xe tất cả các loại xe em đều thu mua của quý anh chị nhé. Quý anh chị ở các vùng lân cận như An Bình Dương em cũng thu mua xe hết, quý anh chị có nhu cầu alo em số điện thoại 0979 570 189 của quý anh chị nhé.